Sáng ngày 17 tháng 11, ông Dương Ngọc Vinh cho hay, ông đã xin thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cách đây khoảng 1 tháng. Nguyên nhân và nguyện vọng khi xin thôi giữ chức vụ của tôi là vì Bệnh viện Mắt Quảng Nam đang thiếu nhân lực để phát triển, trong khi tôi lại là người được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này từ những năm ra trường cho đến nay. Tôi nghĩ nếu mình về Bệnh viện Mắt làm công tác điều trị và làm việc theo sở trường, tôi sẽ làm tốt hơn, ông Vinh chia sẻ. Tại phiên họp ngày 14 tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận thống nhất chủ trương để Ban Cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo thực hiện việc cho thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế đối với ông Dương Ngọc Vinh. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có quyết định bổ nhiệm ông Dương Ngọc Vinh, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Nam giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021.